Xin kính chào quý vị và các bạn. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối ngày 18 tháng 9, hàng nghìn người đã tập trung biểu tình tại trung tâm thành phố Dena ở miền đông Libya để kêu gọi đẩy nhanh quá trình điều tra nguyên nhân gây ra thảm họa lũ lụt kinh hoàng ngày 10 và 11 tháng 9 vừa qua tại thành phố này khiến hàng nghìn người chết và mất tích những người biểu tình yêu cầu giải tán hội đồng thành phố Dena và trừng phạt những người chịu trách nhiệm trong thảm họa, đồng thời đẩy nhanh tiến trình tái thiết thành phố cũng như thực hiện việc bồi thường cho các gia đình bị ảnh hưởng. Cuộc biểu tình diễn ra 3 ngày sau khi trưởng công tố Libya Sadek Esur thông báo thành lập một ủy ban điều tra gồm 26 thành viên thuộc nhiều cơ quan khác để tìm hiểu nguyên nhân gây vỡ hai con đập dẫn đến thảm họa lũ lụt nghiêm trọng tại Dena. Cũng trong ngày 18 tháng 9, công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả lũ lụt tiếp tục được triển khai với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ, cảnh sát, nhân viên y tế và khoảng hơn 10 đội cứu hộ chuyên nghiệp quốc tế. Ngoài việc tìm kiếm những người sống sót trong các đống đổ nát và trục vớt các thi thể, các lực lượng còn tập trung xây dựng một số cây cầu tạm và khôi phục các tuyến đường trong thành phố. Theo thống kê chưa đầy đủ, ít nhất 11.000 người đã bị chết và khoảng hơn 10.000 người khác bị mất tích trong trận lũ lụt lịch sử tại Đ thiệt hại vật chất ước tính lên đến nhiều tỷ đô la Mỹ và quá trình tái thiết kéo dài trong nhiều năm. Giới chức Libya khẳng định hậu quả của trận lũ quá lớn, vượt quá khả năng ứng phó của nước này và kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ. Ngày 14 tháng 9, Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya, ông Mohamed Al-Menfi cho biết, Hội đồng Tổng thống đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước này điều tra vì sao lũ lụt làm chết quá nhiều người đến vậy. Ông Mohamed Al-Menfi cho biết, những người có liên quan, tác trách sẽ phải chịu trách nhiệm. Cũng trong ngày 14 tháng 9, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cho rằng tình trạng lũ lụt như hiện tại ở Libya hoàn toàn có thể ngăn chặn được. Ông Talat cho biết WMO đã cố gắng liên lạc với các quan chức Libya để thảo luận về việc cải thiện hệ thống cảnh báo ở nước này, nhưng vì tình hình an ninh ở nước này rất khó khăn, rất khó để đến được đó. Sau một tuần xảy ra mưa lũ khủng khiếp tại Libya, công tác tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ vẫn rất khẩn trương. Trong khi đó, cứu trợ quốc tế tăng tốc hỗ trợ những gia đình sống sót sau thảm họa. Các cơ quan chuyên trách của Liên hợp quốc cho biết, hiện có khoảng 30.000 người tại thành phố Dena, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của trận mưa lũ, bị mất nhà cửa và đang thiếu nước sạch, thực phẩm, nơi ở và các nhu yếu phẩm cơ bản. Không những vậy, những người này còn đối mặt nguy cơ nhiễm bệnh tả, tiêu chảy, mất nước và suy dinh dưỡng. OCHA, dẫn số liệu của tổ chức di cư quốc tế cho biết, hơn 40.000 người đã đi sơ tán Tuy nhiên, những người này cũng phải đối mặt rủi ro rất lớn vì trên đường sơ tán, họ có thể dẫm phải mìn và những vật liệu nổ còn sót lại sau nhiều năm xung đột bị trận lũ tuần rồi quét đi. Bất chấp những khó khăn trong công tác viện trợ tới Dena, các đoàn cứu trợ quốc tế đã tiếp cận những đối tượng bị ảnh hưởng. Liên Hợp Quốc đã quyên góp hơn 71 triệu đô la Mỹ viện trợ cho Libya. Hàng viện trợ được gửi tới Libya bao gồm nước, thực phẩm, lều, chăn, bộ dụng cụ vệ sinh, thuốc men và vật tư phẫu thuật khẩn cấp cũng như máy móc hạng nặng để giúp dọn sạch các mảnh vỡ và nhiều túi đựng thi thể. Các đội ứng phó khẩn cấp từ Pháp, Iran, Nga, Ả Rập Xê Út, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE cũng đã được triển khai tới Libya. Các đội cứu hộ Libya hiện đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích và thi thể, nhất là khu vực có nạn nhân bị cuốn trôi ra biển, 6 ngày sau khi lũ lụt tàn phá nhiều vùng ở thành phố ven biển Derna. Một nhóm nhân viên cứu hộ đã phát hiện khoảng 400 thi thể bị nước cuốn trôi ra bờ biển gần thành phố Derna. Theo số liệu chính thức của Liên hợp quốc, đã có hơn 11.300 người chết do lũ lụt ở Libya. Hãng tin Reuters hôm 16 tháng 9 theo giờ địa phương cho biết, một nhóm cứu hộ 4 người thuộc cục bảo hộ dân sự Manta, CPD đã phát hiện hàng trăm thi thể trên một bờ biển ở thành phố Derna, Libya. Số thi thể này được cho là bị nước lũ trong thành phố cuốn ra ngoài biển. Thành phố Derna với dân số chưa lũ lụt vào khoảng 100.000 người là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết, những con số này được dự đoán còn tăng khi các đội tìm kiếm và giải cứu vẫn đang làm việc không mệt mỏi để tìm kiếm người sống sót. Bên cạnh đó, số người mất tích tại Derna còn ở mức ít nhất là 10.100 người, trong khi hơn 40.000 người ở phía đông Bắc Libya đã mất nhà cửa. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA cho biết, với hàng ngàn người mất nhà cửa đang di chuyển đến nơi khác, rủi ro đến từ địa lôi và vật liệu nổ trong chiến tranh RVK để lại sau nhiều năm xung đột tăng đáng kể. Điều này do nước lũ đã cuốn trôi số địa lôi và RVK trên. OCHA cũng khẳng định gần 300.000 trẻ em bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sẽ đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh tả, suy dinh dưỡng, tiêu chảy và mất nước. Số trẻ này còn có thể bị đánh đập hoặc bóc lột. Đối với anh Muhammad Al-Okali, một người dân Libya sống sót sau thảm họa vỡ đập khoảnh khắc đối mặt dòng nước lũ khi vỡ đập ở Libya sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí anh. An Okali kể với phóng viên Al Jazeera, đã ai từng chứng kiến cảnh tượng sa mạc biến thành biển chỉ trong nháy mắt chưa? Sau khi trận bão Daniel quét qua ngôi làng An Mui nơi tôi sinh sống, điều này đã mang tới cho chúng tôi một cảm giác yên bình giả tạo. Khi đó chúng tôi đã yên tâm đi ngủ, rồi bất chợt vào lúc 0 giờ 30 phút hôm 11 tháng 9, không hề có bất kỳ lời cảnh báo nào, nước lũ bắt đầu tràn vào trong nhà. Lập tức, An Okali cùng với các thành viên trong gia đình leo lên mái nhà để lánh nạn. Khi đó anh đã nhận ra quy mô và cường độ của trận lũ. Anh An Okali cùng một số người bạn khi đó cảm thấy bản thân họ phải có trách nhiệm với những người hàng xóm và cộng đồng sinh sống ở làng An Mui Khali. Bởi nhiều người hàng xóm vẫn còn mắc kẹt bên trong những ngôi nhà khi họ không kịp trèo lên mái. Anh An Okali kể, tôi đã cố di chuyển tới chỗ họ nhưng dòng nước cuốn và hất tôi qua tường rào nhà hàng xóm Vài phút sau, tôi phải trèo qua bức tường một cách khó khăn và chứng kiến những người hàng xóm đã trèo lên nóc tủ quần áo để chống chọi dòng lũ. Họ ngủ qua đêm ở đó và không ai có thể giúp đỡ được họ. Theo An Alkali, những người dân làng Mukhali sống sót sau trận lũ đêm đó đã phải sinh hoạt trên những mái nhà hoặc trên nóc của những đồ dùng gia dụng bởi nước lũ luôn ở mức cao và họ không biết chuyện gì đang xảy ra với thế giới bên ngoài khi nhiều đường dây điện đã ngừng hoạt động. Trong khi đó, anh Faisal Andasi Người dân sinh sống tại ngôi làng Anwadia cũng bị tàn phá bởi thảm họa vỡ đập kể rằng, nơi anh sinh sống cho tới nay vẫn chưa nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ chính quyền trung ương. Anh Andasi buồn bã nói: "Tới nay, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ chính quyền trung ương hay các quan chức địa phương. Thay vào đó, chúng tôi được người dân một số khu vực xung quanh giúp đỡ. Thật khó để có thể tiếp cận được ngôi làng mà tôi sinh sống. Ở đây không có điện, nước, lương thực hay nhiên liệu. Dòng nước lũ đã cuốn đi mọi thứ ở đây, bao gồm các siêu thị, nhà cửa" các trạm thu phát sóng điện thoại hay các cột điện. Có hơn 50 công trình trong ngôi làng thì ít nhất 20 công trình bị dòng lũ cuốn đi. Theo Andasi, anh không biết ai còn sống sót hay đã thiệt mạng sau thảm họa vừa qua, khi nhiều gia đình tới nay vẫn bị chôn vùi dưới những lớp bùn, trong khi nhiều người khác đã bị dòng lũ cuốn ra biển. Trong khi đó, truyền thông khu vực cho biết, các thợ lặn đã thông báo phát hiện hàng chục xe ô tô chở theo các gia đình nạn nhân trên biển. Đồng thời cho biết nhiều gia đình đã cố gắng chạy trốn trong những giây phút đầu tiên của lũ lụt nhưng dòng nước đã cuốn trôi họ xuống biển. Người đứng đầu hội đồng tổng thống ở Libya, Muhammad al-Manfi cho rằng công tác cứu hộ phải cần tới năng lực và chuyên môn quốc tế vì thảm họa vượt quá khả năng nhân lực và vật lực sẵn có của nước này. Trong khi đó, người phát ngôn của cơ quan cứu thương và khẩn cấp Libya, Osama Ali cho biết, ưu tiên ở giai đoạn hiện tại là tập trung vào việc khẩn trương thống kê số lượng nạn nhân và người mất tích thực tế, cũng như xác định quốc tịch của họ. Trong bối cảnh con số thương vong dự kiến tiếp tục tăng lên khi các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực làm việc sau một tuần xảy ra thảm họa do cơn bão Daniel gây ra. Tình hình nhân đạo ở khu vực miền đông Libya ngày càng xấu đi, đặc biệt là ở thành phố Derna. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia thuộc Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya, Haider al đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong một năm ở tất cả các khu vực phía đông do lo ngại về sự lây lan của dịch bệnh khi các thi thể vẫn còn ở dưới đống đổ nát bị phân hủy hoặc hệ thống nước thải bị hư hại và gây ô nhiễm nguồn nước. Cơ quan y tế thuộc chính phủ thống nhất quốc gia Libya vừa qua đã ghi nhận khoảng 150 trường hợp bị ngộ độc do nguồn nước uống bị ô nhiễm. Chính quyền Libya kêu gọi người dân thành phố Derna không nên sử dụng nước ngầm có khả năng bị ô nhiễm, thay vào đó chỉ sử dụng nước đóng chai. Ngoài ra, tại các khu vực lân cận nơi chứng kiến nhiều năm xung đột vũ trang, Liên hợp quốc đã cảnh báo về sự nguy hiểm của bom mìn bị cuốn theo dòng nước lũ từ nơi này sang nơi khác và gây ra mối đe dọa cho những người đi bộ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại